Hello mọi người, thì là hôm nay là bên mình chẳng đến nhà khách lấy vào buổi tối luôn mọi người ơi. Và đặc biệt là bên mình đó là hỗ trợ lấy tặng nhà của mọi người luôn. Cho nên nhiều khi á, cái khung giờ mọi người hẹn nửa đêm á, thì mọi người cũng cố gắng sắp xếp để mà đưa hàng cho bên mình nha. Ví dụ như trường hợp của bạn này nè, trời ơi, đi đúng một cái ngày mưa bão luôn mà làm như trời thương á, tự nhiên gần tới nhà bạn đó xong cái tự nhiên cái trời nó tạnh mưa mọi người. Nhưng mà được nang cái là bạn này cực kỳ dễ thương luôn nha. Và bạn chưa có người yêu cho nên là sẵn bạn kêu á, mình nói có nói là bên mình video để mà đăng quảng cáo đó nha. Là em nói ừ không sao anh cứ quay thoải mái. Đó cho nên là sẵn hơi qua cái video này là vừa giới thiệu dịch vụ bên mình luôn mà sẵn là tìm tình yêu cho em đó. Bên mình đó nha là đến trực tiếp nhà mọi người lấy hàng, cho nên những bạn nào muốn gửi hàng về Việt Nam á thì cứ nhắn cho bên mình nha. Cho bên mình khung giờ, ngày giờ cũng như là cái địa điểm thì là bên mình sẽ đến trực tiếp nhà mọi người lấy, không cần phải mang hàng đâu hết nha. Còn những bạn nào mà qua đây đang buồn chán quá và đang tìm tình yêu á thì cứ nhắn cho mình nha, mình sẽ cho info của các bạn 03 này nha. Và bạn này á đang hiện tại đang là Tokyo T á, và bạn này á nói chung là nhìn ở ngoài cũng bảnh tỏn lắm nha mọi người. Cho nên là bạn nào mà đang nhu cầu tìm kiếm tình duyên thì cứ nhắn cho bên mình nha. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ bên mình nha. Bên mình là vận chuyển Nhật Việt và có luôn việc Nhật luôn nha.